để anh hậu nó đánh bài hoài nghèo chết con chung quanh đây nè nó tan tành hết mà chỉ có ở đây là còn thôi em coi chừng bạn bè em nha dòng vàng hột sòn vậy nó bán hết rồi mà tôi đã giao anh hậu rồi không được cặp với đồng nghiệp của tôi hôm nay tôi xin quý vị lắng nghe tôi kể một chút về uh, mẫu mẹ đây ngày trước thì tôi uh, không có đi chùa tự gì suốt cả ngày lo hát rồi lo tập tuồng lo học tuồng lo nghiên cứu tuồng mà ốm nhom ốm nhách hà mong cho ngủ được giấc trưa rồi kia nọ để cho nó mập mạp rồi lên để đứng sân khấu ha đã đâu có dịp đi chùa mà cũng không biết không biết phật pháp là gì hết trơn hết trời rồi đoàn hát mà cũng đâu có ai đi chùa đâu mà mình đâu có dịp nào đi đâu là không biết gì về phật pháp hết cho đến khi mà tôi kể đây là cái chuyện này nó hơn 40 năm rồi. Lúc đó thì tôi với anh Hậu đi đoàn kim chung á. Đây là đoàn hát nó dọn xuống ở dưới Mỹ Tho. Mà Mỹ Tho mà dọn tới cái rạp diễn trường đó, quý vị biết cái rạp diễn trường rồi. Thì tới đó tôi với anh Hậu đi xe nhà. Tới đó còn sớm quá đi ghế bố đồ kia nọ của mình ngủ thì mình để ở bên cái xe hàng xe chở, chở cảnh tới đó sớm qua anh hậu anh mới dắt cái bao gối vô thì ở rạp diễn trường đó ngoài sò sao chỗ người ta nấu ăn nó có một cái bộ ngựa lớn lắm anh để lên đó cái em mới nói thôi em ngồi em dựa đó em nghỉ đỡ đi để anh ra ngoài trước này nè anh uống cà phê rồi anh coi có cái gì ngon ngon anh mua vô cho em ăn cái tôi ngồi đó tôi dựa vô trong cái bao gối đó sau tôi ngủ quên đi tôi ngủ quên đi cái tôi mới thấy thấy mẫu mẹ nè đem tới một cái cuốn sổ bề dài nó dài về bề ngang nó bự về bà bỏ ngay mặt tôi bà lật ra bà nói sau này đó chung quanh đây nè nó tan tành hết mà chỉ có ở đây là còn thôi bà dỗ vô trong cái cuốn tập đó. Tôi mới hỏi bà sao vậy bà? Cái bà mới nói bà vẽ rồng ở trong cái cuốn sổ bà nói là vì ở đây cái đất này có rồng nằm. Rồi cái bà mất. Bà biến mất. Tôi giật mình thức dậy. Tôi cũng nghĩ là tôi cứ cứ nghĩ là có lẽ là chung quanh đây tan tành hết là nó giống như thể hồi đó mà cái năm mà mậu thân mà mình chạy giặt đó thôi chứ đâu có gì tôi nghĩ vậy thì thành ra tôi cũng có nghĩ gì mấy chục năm sau cho tới bây giờ thì hôm nó xảy ra cái vấn đề mà dịch thì tôi mới biết à thì ra đây bà nói cái trận này đây cái hồi đó tới bây giờ bao nhiêu trận mình chạy mình tránh bom đạn được cái giặt giả đồ này kia nọ hay là bị cái 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 dịch gì đó chẳng hạn như là lên là có một cái mùa đó trái cái trời cái gà dạ, gì đằng kia nọ mình bị nhưng rồi mình cũng hết mình đâu có đánh đổi như là cái trận dịch này mà những cái đó là nó chỉ có ở bên nước Việt Nam mình thôi chứ nó đâu có ra tới ngoài cái trái trời ấy. vậy mà cái dịch này nó ra tùm lum tùm la hết Tôi mới thấy lời bà nói Khi tôi còn ở nhà lửa da Tôi nằm tôi ngủ Chỗ cái đường đi đó Đi vô đi ra cho nó mát Tôi mới thấy bà lợi bà nắm Cái đầu gối tôi bà nói Con thức dậy đi chứ Con ngủ hoài Thằng hậu nó chở bồ đi kìa Cái là Tôi giật mình tôi thức dậy Thì cái thằng đệ tử của ông hậu Nó chạy vô Nó kêu chị ơi đưa giấy tờ xe với đưa đưa giấy tờ của anh hậu tôi lại đưa cho nó rồi tôi ngủ tôi lại không hỏi coi ở ờ, lấy giấy tờ này sao Thì tối tôi lợi tôi hát ở trong đoàn kim trung tôi mới nghe cái anh đó anh tài xế lái xe cho anh minh cảnh ảnh mới nói hiền à em coi chừng bạn bè à, em nha hỏi gì anh anh hồi trưa này nè anh lái xe cho thằng cảnh đi ngang nó đi ngang cái xa lộ đó anh thấy cái xe của úc hậu đậu bên kia đường kìa anh tưởng là có gì thì minh cảnh mới kêu anh ngừng lại minh cảnh mới biểu là anh nó chạy qua coi úc hậu có cần cái gì thì phụ úc hậu với tưởng đầu xe nó bị cái gì chết máy thì anh qua thì không phải nó bị người ta bắt là vì không có giấy tờ ta thổi lại thì anh dòm lên xe anh thấy có hai người mà hai người đó là bạn của em tôi không nói ra tên đây là tại vì hai người đó người ta còn nhỏ mà tôi đã giao anh hậu rồi không được gặp với đồng nghiệp của tôi đó mà tôi nghĩ là tại anh hậu nó to nó nhỏ hay với ta cho người ta tới chứ. không thôi làm sao người ta tới trong khi người ta là bạn thân của tôi mà ra tôi không có giận hai người đó mà tôi chỉ giận anh hậu thôi ở đó tôi kể cái chuyện là tôi thấy mẫu mẹ à, thêm lần nữa bà lời bà kêu con à thức dậy đi chứ để hậu nó đánh bài hoài nghèo chết con cái tôi lại ngủ nữa bà kêu trời ơi đã nói thức dậy đi con coi kìa dòng vàng hột xoàn gì nó bán hết rồi tôi giật mình tôi ngồi vậy cái tôi nhào ra tôi kêu ổng hậu anh mở cái tủ sắt ra em coi coi thì ổng nói em kiếm cái gì anh kiếm Không anh mở ra tôi coi ổng nói thì kiếm gì nói anh mở cho Bởi vì tôi lúc đó tôi không có dám giữ chìa khóa tôi để cho anh hậu giữ tôi nghĩ là anh hậu là người giữ tiền được để sau này con cái nó lớn lên nó còn có cái số tiền cho nó nhờ cho nó ăn học hay gì đó còn tôi thì ưa mua này kia nọ thấy cái này kia ưa mua nó hết tiền đi tôi để cho ảnh cất ảnh cất chìa khóa nhưng tôi chừng ảnh mở ra cái ngăn này Không có tiền Tôi kêu ổng nở cái ngăn trong lại Mở cũng không còn cái gì hết Hột sòn là vàng gì Không còn cái gì hết trơn hết trời Đó là tôi nói về cái mẫu mẹ Là bà kêu tôi lần nào cũng vậy Là có ở trong đó Còn ở trong cái phòng ngủ tôi Thì có một cái bà nữa Là bà đó tóc bạc hết Mặc bộ đồ trắng áo túi mỗi một lần đó mà dù cho bà con của tôi chị thứ ba tôi mà qua đó mà vô trong phòng tôi mà ngủ cũng đuổi ra đi ra cái phòng này của diệu hiền đi ra không ai được ngủ đây thì mấy người đó chạy luôn không ai dám vô trong cái phòng của tôi hết mà chỉ của tôi về tôi ngủ là không sao còn hễ mà dù cho chị ruột chị dâu gì của tôi bạn bè của tôi mà vô đó ngủ vô phòng tôi mà ngủ là bị đuổi hết mà bảo trắng đuổi chứ không phải bảo đen. rồi mẫu ở đây á, à, tôi thấy nhiều nhiều lần như vậy rồi. rồi còn ở đây, ở đây á, khi mà tôi thỉnh bà về, tôi thỉnh mẹ về đó để tôi thờ là cái chỗ nó có nhỏ xíu vậy đây. Là tôi thờ vậy chứ nếu như tôi có nhà rồi kia tôi sẽ thờ mẫu đàng hoàng hơn. tôi thấy thương mẫu quá. trong cái suốt cái thời gian mà tôi ở nhà lửa da đó cái gì bà cũng kêu tôi hết mà tôi không biết. Tôi không biết là đó, đó là làm là mẫu mẹ thành ra tôi thỉnh bà về tôi thợ ở đây thì hôm trước đây Kim Tiểu Long có dịp đi về nó vô tới trong này nó thăm tôi nó thấy tôi thờ mẫu cái nó nói ủa mẹ mẹ thờ mẫu nữa hả nó nói ờ mẹ thờ mẫu tôi mới kể cho nó nghe cái chuyện mà tôi nằm trên bao tôi thấy bà trên 40 năm trước nó mới nói tôi chàng ơi mẫu linh lắm mẹ ơi con nè hôm trước nè con thờ thật nào con cũng thờ hết trơn có mẫu là con không có thờ cái xong cái con thấy mẫu về mẫu kêu con à, tiểu long tại sao mà để mẹ về đó mà con có nhà con không đem mẹ về cái con thức dậy con cũng lo chuyện gì đó cái con treo cho qua con ngủ nữa con thấy mẹ lợi kêu nữa mẹ kêu vậy mà con cũng nghe đó hả con trời ơi con hết hồn hết vía con ngồi vậy con ba dò bốn cẳng con chạy ra ngoài chỗ phía chỗ đạp thủ đô con vô đó con kiếm tượng mẫu con thỉnh về con thờ linh dữ lắm mẹ ơi đó là nó vô đây á cái nó thấy tôi thờ vậy nó cho tôi 300 đô đó là kim tiểu long đó nói là kép kẻ nó mà nó vẫn tin mẫu mẹ cho thấy đó thì tôi nói để cho những người mà đã thờ mẫu những người đã tin mẫu thì hãy tin thêm hình như tôi thấy đó đối với mẫu mẹ mình gần hơn mình gần gũi hơn Thật ra ai có điều kiện thì hãy thờ mẫu mẹ cho gần gũi hơn với lại bà sẽ độ cho mình mẹ sẽ độ cho mình cái gì đó cái gì trong công chuyện đồ làm ăn của mình đó nha chứ đừng cờ bạc mà kêu mẹ độ là chắc mẹ không có độ đâu nha là gì mình là con chung của mẹ hết chẳng lẽ giờ ví dụ như mình đó mà mình mua giấy số mà khi trúng thì cũng là của bao nhiêu mấy triệu người kia người ta không trúng thì cái tiền đó mới gom lại cho mình trúng mà bây giờ đó tất cả đều con của mẹ không lẽ mẹ gom mẹ lấy cái tiền đó mẹ đưa cho một đứa sao thì ra mẹ không công bằng sao mẹ không làm chuyện đó ra đừng đừng có cờ bạc mà giấy mẹ là không được đâu nha nhớ nha